Cody, yeah. Cody. Oh, it's yeah. Ruby. So cute. Female? Yeah. How old is she? A year and a half. Oh. She get pregnant? No. No? We're on a walk now. Oh, okay. Wow. I touched she for get pregnant. My girls love corgi. Yeah. Thank you. Bye. You had a good weekend? See you again. Yes. Bye, corgi, then. Cô ghi cũng dễ thương á, lấy phụ đồ cũng đẹp. Ruby. This is husky, corgi. So big. Husky kia đẹp cái anh nè. Chó husky kia đẹp kia hả? À hả? Husky giống nó đẹp kia. Trời, you love baby. Trần ứng quá. Nhưng mà nó hiền. Nói gì cho nó hiền. Đa số ở đây cho hiền không à. Is your dog? Yeah. It's so nice and friendly. Husky, right? Husky, yeah. How old is he? She's 8. She's 8, wow. Wow. 8 tuổi. Ai chà. I want to be in there. Help me. And this one's my other. So nice. Anh này sợ anh đái luôn sao? Rồi xong về đi lại cái rửa, bỏ nó xuống, nhấc nó đi ở đâu cần. There you go. I'm right here. Hey, Kogi, so nice. Chó này cũng đẹp. And I love Raider. Đó, dòng họ với chó hôm bữa đó. Love Raider đó. Chó kia giống chó. Con chó kia là Australia Sophia. Labrador nó giống nó dòng họ với con Golden Retriever. Chó này là chó vàng chó Labrador, con chó vàng. Lông sạc. Nè, Border Collie kìa, con kia kìa. Đó. Border Collie đó, đẹp quá. Ruby. Nè. Này Golden chắc bị miss. Labrador. Cái con chó bữa của mình chắc nó miss Labrador. Golden với Labrador. Cô ghi chục lúc dễ thương ngay kìa. Mấy anh cô ghi chục lúc à. Cô chạy. Cô chạy. Cô ghi thích rồi.
Nó mới tới trong dễ thương hả? Ông chuột nụ dễ thương. Yeah, usually we go over there, but no one here, like no one over there yet. No one over there, right? Only him. The corgi. Yeah. The corgi over there. Two years? Yeah. That's fancy. Oscar! Thank you.